Ok, trước khi mà vào video thì mình có một số điều muốn nói với các bạn là cũng đã vào năm học rồi thì các bạn cũng chắc hẳn là đi học hết rồi. Mình cũng kiểu dành thời gian nhiều hơn cho việc học của mình ấy. Nên là mình sẽ ra video ít hơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay thì cuối tuần mình mới có dịp làm video cho mọi người xem đây. Bởi vì vào năm học mình khá là hạn chế việc ra video ấy, có thể là mình sẽ nghỉ YouTube khá lâu đấy. Nôm na là thế. Và hôm nay mình sẽ các bạn thông cảm là video mình làm sẽ hơi ngắn nhé. Hôm nay mình sẽ xây một căn nhà để cho mình với cả chú chó của mình ở tập trước ở. Với cả sẽ xây một cái gọi là cái gì mình quên mẹ rồi. Cái cảng ấy, cái cảng mini. Thì nếu mà trước khi vào video các bạn thấy video mình làm hay và giải trí thì các bạn hãy cho video mình một like và một đăng ký để mình sớm đạt 1.000 người đăng ký nha. Sắp rồi á, các bạn giúp mình đi, mình quỳ lạy các bạn luôn. Nếu mà các bạn thấy không hay mà ghét cái cách nói chuyện của mình ấy thì các bạn có thể ra và đừng có dùng những lời lẽ khó chịu với nhau. Ok. Sẵn mình thêm mấy cái resource pack cho mấy cái lá cây nó đẹp hơn ấy. Mấy cả giao diện nó cũng đẹp hơn luôn, tươi hơn. Bầu trời này thì mình đã nói các bạn ở tập trước rồi. Nhờ cái resource pack này nó mình thấy nó như cục xít nên mình sẽ gỡ nha. Ok, khởi đầu là muốn xây nhà là cái gì cũng phải đi chặt cây trước. Đấy, tất nhiên rồi. Với cả là có một số cảnh để mình quay bằng replay mode để tiết kiệm tối đa cái dung lượng của mình ấy. Bởi vì máy mình nó một phần cũng khá là dùng nhiều dung lượng này. Với cả bị chai pin nữa. Nên là nó cũng đi xuống khá là nhiều. Tụi này nó mở party dưới này hay sao ấy? Xuống góp vui phát nhỉ. Đực của nó luôn. Con này nó bắn cái mũi tên này ra là nó muốn muốn chết rồi đấy. Bây giờ mày thích bắn không? Bắn à hả? Chết mẹ mày. Ủa ôi, cái hang này tối thế. Như kiểu đường xuống địa ngục vậy. Xuống phát hết lên quá. Vừa nói xong mẹ. Hết hồn. Bà mẹ. Úi, có than này. Đào than luôn. À, trong cái bản úi, có than tiếp. Trong cái bản 1.19 này nó có cái con Warden á. Mình nghe nói nó còn mạnh hơn cả con Golem luôn. Nhưng mà mình chơi mod nhiều quá, bây giờ mình mới lên bản mới là mình cũng chưa gặp nó bao giờ. Khá tò mò. Đấy, cứ gạt chuyện đó qua một bên đi, dưới này là tôi thấy cái gì nó sáng sáng này. Ui sắt, hai chỗ có sắt luôn. Ngon. Và mình cũng giải đáp thắc mắc của một số bạn nhé. Một số bạn bảo là mình nói chuyện tự nhiên hơn, sẽ hay hơn và nói bớt trầm đi. Thì mình đã cố gắng hết sức rồi mà mình vẫn thế. Thì các bạn cứ để cho mình thích nghi với YouTube đi. Cứ để làm quen với YouTube một thời gian nó sẽ được tự nhiên hơn thôi. Mình nghĩ là như vậy. Cứ làm cái gì mà làm cảm giác mình thấy mình quen rồi á thì mình sẽ tự tin hơn. À, như vậy, ok hai, chả có méo gì hết, đi lên. Các bạn tôi đi một hồi tôi quên mẹ đừng lên rồi má. À đây đây má. Đây rồi, đến rồi. Yes. Ui, có mấy con gì cạnh nhà tôi luôn này. Vãi. May hai con đấy nó không cắn chó nhà tôi nha. Cắn là tôi giết nó luôn đấy. Rồi. Xong ngày ngủ đây.
Đấy, nung thịt mình săn được lên. Tí mình sẽ có đồ ăn cho chó mình ăn luôn. Hợp lý. Đây nha, mình sẽ xây nhà ở đây đi. Ok. Ok, tạm thời là xong cái khung cái đã. Mình xây nhà dưới lòng đất nha. Đấy. Ui dồi ôi, nó lại hợp lý, đẹp vãi. Đấy, xong rồi mình sẽ đặt cái cửa ở giữa. Ui dồi ôi, hợp lý không? Ok, thì cái cảnh dưới hang này mình sẽ quay bằng replay mod nha. Đấy, bây giờ thì dắt bo xuống nhà thôi. Đó, xong đặt cái giường đây hợp lý luôn. Và thế là đã xong ngôi nhà. Đây là xong nhà ở nha. Chưa trang trí gì hết, bởi vì có cái mẹ này đâu mà trang trí. À, các bạn ơi, đang đi gặp hẳn một con kiều hồng luôn. Mình chả biết con này hiếm ở đâu luôn. Chết luôn đi. Và mình có thử cài shader vào phiên bản 1.19 này thì mình cảm thấy nó lag. Và là shader này hơi lag thì mình cài thử, à mình cài thử BSL nha. Đây mình đã cài được rồi các bạn ơi. Do là cái trình kết xuất của mình nó hơi bị lỗi một xíu nên là cái shader BSL này cũng lỗi theo. Và ngay bây giờ mình sẽ xây cái bến cảng mini của mình nha. Mình sẽ quay nó bằng replay mod để tiết kiệm tối đa dung lượng. Let's go. Thì mình vừa mới dẫn chú chó của mình ra đây. Dễ thương nhỉ. À thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây luôn nhá. Video cũng khá là dài rồi. Nếu mà các bạn thấy video này hay, các bạn hãy cho video này một like, một đăng ký. Đây là động lực rất là lớn để khiến cho mình đăng những video hay hơn. Sắp tới tiếp theo, mình cũng không hứa để có video nào nữa không, nhưng mà mình phải nghỉ YouTube. Hoặc là có thể ra video, nhưng mà ra video hạn chế. Bye bye.